Vâng, xin chào các bác đã quay lại với cửa hàng Cánh Kỳ Audio. Thì hôm nay Cánh Kỳ sẽ lên sóng cho các bác một cái điều rất bất ngờ đấy, từ thương hiệu loa của Đức. Thì như các bác đã biết thì với cái lòng loa HM thì tất cả là đều là thùng trắng, hầu như là 80-90% cái dòng loa HM của Đức, là thương hiệu của Đức, là thùng trắng hết. Và đấy cũng là một cái điểm trừ mà trên kênh em luôn luôn là nói cho các bác, là đấy là một điểm trừ của loa thương hiệu của Đức. Thì đa số loa HM hàng xịn thì nói chung là về chất âm thì mình không thể bàn cãi được rồi. Chất âm nó cực kỳ hay, cực kỳ tuyệt vời, phải nói là cực kỳ chất luôn. Riêng về chất âm của HM thì không thể lạc vào đâu được. Tiếng bass đánh cực kỳ sâu, cực kỳ hay. Tép đánh rất là nhuyễn, đánh nghe tita tí tách. Và đặc biệt nữa là tép, đấy là tép của BMC, của ý xịn luôn. Đấy, một dòng tép mà phải nói là cực kỳ hay các bác nhé. Thì với cái dòng loa HM thì hôm nay thì có một điều đặc biệt ở đây. Thì có còn hai đôi thì em đã cho sang bán màu đen. Có nghĩa là nhiều bác chê màu trắng. Đây, thì bên em đã sơn sang màu đen cho các bác thì hầu như rất là đẹp luôn. Đấy, những nước sơn này các bác nhìn này. Đấy, những nước sơn của em sơn hầu như là gì nguyên bản luôn cho các bác luôn. Đấy, sơn rất là đẹp các bác nhá. Đấy, sơn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hầu như là nếu mà các bác mà mua bình thường mua về thì HM á, thì màu trắng á, thì phải nói là nó đúng là như video nào em cũng nói rồi. Màu trắng nhìn nó hơi đố kỵ một chút, tại vì thùng nó đã lệch rồi. Màu trắng nhìn nó sẽ thô. Nên là hôm nay em còn hai đôi, em sẽ sơn hết sang màu đen. Và đặc biệt đây, những cái lớp sơn của nó em giữ nguyên vẹn hết cho các bác này. Đấy, tại vì thùng màu trắng sang màu đen thì nói chung là nó không phải cà, không phải cậy gì cả. Giống như thùng màu đen. Nên là cái này từ màu trắng màu đen rất dễ, chỉ đắp lên mà thôi. Thì bây giờ về hình thức, nhìn tổng quát lại hôm nay với cái loa HM này thì hình thức thì quá là đẹp. Đấy, tại vì nước sơn mới rất là đẹp các bác nhá. Đây, có những cái chỗ này thì mai bọn em ban ngày bình thường các bác nhìn sẽ không thấy được. Đấy, nhưng nó hơi bị loang các góc cạnh một chút, nhưng mà cái này mai em sẽ chấm lại một lần nữa là coi như là ok. Đấy, sẽ làm hai lần, hai lớp. Đấy, nhìn tất cả góc cạnh bây giờ nó đẹp, đẹp như loa giờ xếp vậy. Thì vậy cái chất âm của nó bây giờ quan trọng nhất là cái chất lượng của loa. Thì với các cái loa HM thì nó không bao giờ là rẻ. Đấy, nó cái điểm trừ duy nhất, điểm thùng. Điểm trừ về thùng thì nó dẫn đến hiện tượng là bị rẻ đi thôi. Chứ còn về chất lượng của loa HM á, thì nó không thua kém bất cứ cái dòng loa nào từ 10 triệu đổ xuống về chất âm. Đấy là cái cửa hàng Cánh Kỳ đảm bảo luôn cho các bác. Nếu về chất âm, điểm trừ mỗi thùng, mỗi mẫu mã thôi. Đôi khi Việt Nam mình nó vẫn thích mẫu mã, nên giá nó sẽ không được cao. Đấy, và cái loa này bên Cánh Kỳ bây giờ là bộ công rất là nhiều. Sơn lại rồi đánh bóng lại mọi thứ cũng rất là kỳ công. Và bán cho các bác với giá là 7.900.000 đồng. Đấy, giá công khai luôn cho các bác nhé. Cái bản này là bản LA12+, thì với bản cao cấp nhất của model của HM rồi. LA12+ nó có hai bản, LA12 và LA12+. Thì với cái bát của HM thì phải nói là rất là đẹp các bác ạ, cực kỳ đẹp luôn. Bát HM nó làm cái xương rất là đẹp, vòng mọi thứ cực kỳ đẹp và đẳng cấp. Đấy, rất là đẹp, năm châm thì khỏi cái bàn rồi. Kể cả như tất cả mọi thứ trên đời lo bãi nhưng mà đang rất bóng và bóng bẫy nha các bác, cực kỳ đẹp luôn. Hai cộng dây đầu vào thì cái chất lượng của nó cũng khá là cao, khi đã là 10 năm sử dụng rồi nhưng mà cái chất lượng nó vẫn đang còn hầu như chưa bị hăng gì. Đấy, và trên đây nó có cái model là HM0012 1112 này. Đấy, và trên tép thì em lại sửa nơi sau. Và cái màng HM điểm cộng nữa ở trên là trên cái bát xương của HM, nó làm giống như cái xương của bát của DL của Tích vậy. Nhưng mà DL phải nói là HM nó là cái đi riêng luôn, chứ không có theo của ai hết. Đã là HM rồi, bát của HM là chỉ có hãng khác đi theo HM mà thôi, chứ HM không có hề đi theo hãng nào hết. Tại vì đó là cái hãng mà sản xuất hầu như là đầu của tất cả dòng loa full rồi. Đấy, dòng cổ điển rồi. Và nó sử dụng là côn hở các bác nhé. Đây, côn hở đây, nó sẽ, khi các bác chơi công suất ở hiệu suất cao thì cái côn hở này thì nó sẽ làm mát. Mát giống như cái tản nhiệt ở trên bo công suất của ta vậy, nó sẽ chạy rất là mát. Và cái côn của ta sẽ hầu như các bác có thể ngắm luôn được cái côn zin của nó. Và mọi thứ trên côn này bọn em đang bao zin, bao chất lượng cho các bác luôn. Phải nói là rất là chất luôn. Đấy, cực kỳ chất. Và cái bát HM là rất là đẹp. Phải nói là cực kỳ đẹp. Đấy, rất là đẹp các bác ạ. Đấy, và cái màng, cái xương của nó rất là sâu nha. Nhìn cái bát rất là đã. Cái bát nó làm to, rất là to, bình to, to lắm. Mà chất lượng này không thể chê vào đâu được các bác nha. Đã nói đến lo bãi hàng xịn rồi, hàng thương hiệu thì chất lượng không đến đấy. Côn sử dụng là côn 76, màng nhện nâu. Màng nhện nâu, trên gân thì sao? Trên màng thì sao? Trên màng thì nó sẽ có một lớp dầu chống nước và tất cả mọi thứ trên sơn nó quét lớp rất là đẹp. Màng sâu và trên gân nó có lớp dầu dưỡng gân, vòng như là bóng ở trên gân đây. Đấy, đang còn zin nguyên bản cho các bác luôn. Và màng HM đánh rất là sâu và bay tiếng, tại vì sao ạ? Tại vì cái màng nó rất là mỏng. Đấy, nó mỏng hơn, nó không bị cứng.
nó không thô và không cứng giống như chiếc trong các loại bạc full 50 khác. Phải nói là chất đồng hắn mờ thì phải nói là không chê vào đâu được, không hay, hoàn lại tiền cho các bác luôn. Đấy, và bây giờ màu mã của nó là cực kỳ đẹp rồi các bác ạ. Đấy, màu mã rất là đẹp rồi nhá. Đấy, màu mã nhìn tổng thế là một chút bây giờ là rất là đẹp rồi. Nó không còn về điểm trừ về màu mã nữa. Đấy, và đây, nhện nâu. Đây, các bác này, nhện nâu này. Tất cả lớp keo đang duy nguyên bản này. Đấy, chưa hề đụng chạm, chưa hề đấy. Dầu rất là to. Và các cái chạm này nó được bọc và làm rất tỉ mỉ các bác nhé. Đấy, đấy là cái bát của nó. Phải bát nặng lắm các bác ạ. Ui, rất là đẹp nhỉ. Và cái tép nó sử dụng là tép đại, tép BMC nhưng sử dụng dòng tép lớn. Đây, tép BMC xịn các bác nhìn này. Đấy, nó lấp lánh bảy màu rất là đẹp luôn. Đấy, và trên tép nó có ghi luôn là số seri này và HM này. Và bên đây là số seri này. Đấy, à, năm sản xuất này, 2107-2014. Có nghĩa là đã qua được 6 năm sử dụng rồi. Và tép BMC của nó vẫn là rất là đẹp. Nói chung là riêng là dòng tép BMC mà tép xịn của nó thì nó chỉ thua tép neo thôi, chứ còn hầu như nó ngang hàng với tất cả các loại dòng tép khác. Tép BMC xịn các bác nha, đời cao nha, chứ không phải là tép BMC đời thấp đâu. À, tép BMC đời bé một chút đâu thì nó sẽ kém hơn con này rất là nhiều. Con này đánh tiếng tép ra rất là sáng. Đấy, có những bác nào mà đến nhà cánh kỳ thử bằng loa này rồi các bác đã biết rồi. Đấy, và bên trong thì bê dây nó đây. Đấy, và bên em sơn lại này. Đấy, sơn lại nên không tránh được có tình trạng là có màu sơn đây. Và phải nói là cái phân tần của nó, phân tần rất là khủng các bác ạ. Cực kỳ khủng luôn. Phải nói là phân tần này phải nói nhìn vào mê luôn các bác. Đây, gần 20 phân, 15 phân, 17 phân. Đấy, phân tần rất là khủng bố luôn. Chất cá tụ nha các bác nhá. Tất cả tụ của nó là sử dụng là rất nhiều tụ to. Và tụ này là của hãng Zunizeng hết. Dòng tụ rất là cao cấp. Và cái tụ này các mên á, như bác đã biết nhé, những cái mên dở mát thì cái lớp này, lớp sơn của nó sẽ không bao giờ đẹp được như lớp sơn của hàng hãng cả, hàng thương hiệu cả. Và một cuộn dây cực kỳ đại luôn. Đấy, cực kỳ dây rất là đại nhá. Đúng dài bằng ngón út này các bác này. Đấy. Hai cuộn dây, một cuộn dây bát, cuộn dây tép. Đôi khi các bác cứ bảo là cuộn dây trên phần thần nó không quan trọng, nhưng nó cực kỳ quan trọng liên quan đến chất âm, độ sâu của bác. Đấy, em khẳng định luôn, nó giống như cái côn của mình ấy. Đấy, cái phần thần, cái cuộn dây cán này nó làm cực kỳ gấu luôn. Và ba trở nhiệt 20W, 68 ohm gì. Và tổng cộng là 2, 4, 5 tụ, 5 tụ, 2 tụ, 3 tụ to. Đấy, phần thần cực kỳ đẹp và đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Đấy, và nói chung là phần thần của này rất là khủng. Đấy, nhìn cực kỳ khủng luôn, nhìn đẹp, làm không thiếu một gì cả. Và hôm nay thì cánh kỳ cũng đã sơn xích hoàn chỉnh lại cho các bác rồi. Và công khai cái giá bán hôm nay là vẫn giữ giá cho các bác nhé. Vẫn giữ giá không hề cao. Đấy, coi như là em chỉ bổ công rồi em làm rồi em chỉ lấy lại cái giá bình thường em bán thôi, là 7.900.000 đồng. Các bác có thể đi tham khảo tất cả các kênh thì hầu như đó là giá chung rồi, 7.900.000 đồng một đôi các bác nhé. Rất là đẹp, phải nói là dòng này không đẹp không hay không lấy tiền các bác nhé. Không đẹp không hay không lấy tiền. Đấy, bây giờ là đẹp rồi, em khẳng định là đẹp rồi, chất là chất, hay là hay. Đấy, bọn em bán hàng là thế, bao hay là bao hay luôn, không hay không lấy tiền. Các bác có thể là hoàn về lại cho bọn em bình thường. Và với cái giá bán là 7.900.000 đồng, giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Một lần nữa các bác đừng quên là liên hệ với trực tiếp với cạnh kỳ để ta đặt hàng, và qua số điện thoại là 0912767890 hoặc 0965353321. Các bác có ý kiến gì xin để lại comment bình luận ở phía dưới. Các bác đừng quên cho anh Kỳ xin nút like và đăng ký kênh. Một lần nữa xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo. Các bác nhớ cho anh Kỳ xin nút like nha.